và hai đứa luôn quấn vô được, quấn vô cây 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 là nó đó, phải không? Qua làm lại, qua làm lại. Giết rồi các bạn. Đi thẳng ngoài á, đi thẳng ngoài vậy là cũng không đủ. Ví dụ vậy nè, chứ ta làm gì là thuốc quay ra, ta làm gì nè. Ta đạp cái cây ta đi, giờ là nó không được rồi. Không cứ lâu lắm rồi mất thời gian lắm. Còn cổ khoái được. Cân tường là cân tường nhất bên ngoài. Ngoài cái điếu ghế bây giờ.
Đổ xuống á, nặng lắm, vô đi nặng lắm. Anh Quỳnh đang cọc với cái ghế của các bạn. Chỉ tới 3 giây. Đứt rồi. Xuống lộ rồi. Xuống lại lắm mấy chị nhỏ được xuống. Không xuống cũng đó hả. Vô vậy nhiều lúc
Thank you.
dưới thì thôi.